Vậy là tối qua anh cũng không thấy gì hả? Ừ. Có khi thằng Minh rút đi chỗ khác rồi. Không có đâu. Hôm nay ổng tới lời gớm để tán ông Nguyên nữa mà. Chắc là ổng chưa có đi đâu. Biết đâu á, nó bỏ luôn rồi. Thôi, em cứ kệ nó đi. Bây giờ ban đêm nguy hiểm lắm. Em thấy Long hả? Nó mới bị cướp xe kìa. Còn cái vụ xe Long sao rồi em? Việc đó công an cũng đang điều tra. Mà họ nói cũng có thể do người quen biết làm nữa đó anh. Vậy hả? Bây giờ đúng là không biết đâu mà lường. Em không biết làm sao nữa. Sao cái vụ cái xe này nè, hình như ông Long ổng có chuyện gì với Nhi á. Coi bộ lần này ổng sốc dữ lắm nha. Từ đó giờ ai nói gì ổng cũng cà rỡn không à. Hồi sáng này tự nhiên cái nạt tụi em à. Thôi trễ quá rồi. Anh Hữu, hay mình về đi ha. Em coi coi ông Long ổng tỉnh chưa nữa. Ngân, xem lo cho ông Long dữ vậy. Không có. Tại vì Tư dặn em là phải coi chừng ông Long. Lỡ ổng tỉnh dậy mà không có em ở đó, mất công dì Tư nói em không biết trả lời sao hết. Thì không, anh cứ nghĩ là em thích Long không đó. Em nói thiệt làm gì có. Trời, nghĩ sao mà em thích ông Long chứ. Tính của em với ổng khác nhau một trời một vực à. Thiệt ra em thấy ổng quan tâm tới lò gớm, nên em chỉ hy vọng ổng sẽ giật dậy được lò gớm đó. Tại lò gớm cho nên em mới quan tâm ổng đó mà. Sao em thích gớm dữ vậy? Từ hồi nhỏ tới bây giờ em lớn lên với gớm mà. Em có nhiều kỷ niệm đẹp với gớm lắm. Còn anh Hữu, bộ anh Hữu không thích gớm hả? Anh thì cũng bình thường thôi. Nhưng anh thấy gớm của mình không có chịu cải tiến, không có thấy đẹp, không có thấy sang như gớm xứ khác. Em khác anh Hữu ha. Em thấy gớm đỏ quê mình đẹp lắm. Tuy là nó rất mộc mạc, nhưng mà nó có nét độc đáo riêng. Giống như con người ta vậy đó. Có người thì hào nhoáng bề ngoài, có người thì lại đơn giản. Anh Hữu nói vậy, em đoán chắc anh Hữu chỉ thích mấy cô gái đẹp thôi à. Làm gì có. Rồi, đang nói gớm, tự nhiên em rẽ sang con người à. Em nói thiệt, em thấy em cũng giống như gớm đỏ vậy đó. Tại sao, sao anh Hữu thích em? Vì từ nhỏ tụi mình đã lớn lên bên nhau rồi mà. Em lại luôn đối xử tốt với anh nữa. Nhưng lỡ có một ngày anh Hữu thấy mình gớm khác, đẹp hơn, quý hơn, anh Hữu tính sao? Tất nhiên anh sẽ lấy cái bình đẹp hơn và quý hơn rồi. Nhưng mà anh sẽ đem nó để tặng em. Anh nói gì vậy? Em nói chuyện nghiêm túc mà. Ừ, thì anh cũng nói nghiêm túc mà. Gớm là gớm, người là người. Tự nhiên em đi so sánh gớm là người, ẩn dụ sao mà đúng chỗ này được, đúng không? Vậy em không ẩn dụ nữa. Nếu như vậy anh Hữu làm gì? Em phải tin tưởng anh. Anh chỉ yêu một mình em thôi. Anh ở đây, ở đây người ta đi qua đi lại đông lắm. Người ta nhìn thấy hai đứa mình bây giờ. Tụi mình trước sau gì cũng cưới mà. Thôi đi, ở đây dễ bị cướp lắm á. Hôm trước anh Long anh cũng đi giờ này nè, mà anh cũng bị cướp xe nữa. Ở đây nguy hiểm lắm, tụi mình về nhà đi anh Hữu. Em thiệt là. Đi anh Hữu. Đẹp.